Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Chuyện làng Chuyện bản của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phong tục tập quán là linh hồn của người dân tộc thiểu số. Đây cũng là đặc trưng quan trọng để xác định thành phần các dân tộc. Thế nhưng trong đời sống của đồng bào vẫn tồn tại đâu đó những hủ tục lạc hậu đi ngược lại với xu thế xã hội. Nó không mang lại lợi ích cho cộng đồng và ảnh hưởng từng ngày tới đời sống của bà con. Thế nhưng để loại bỏ những hủ tục này ra khỏi cộng đồng là điều không dễ dàng khi mà nhận thức của người dân chưa thay đổi. Để giải quyết được khó khăn này, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã dựa vào người có uy tín trong cộng đồng, những trưởng dòng họ để thay đổi dần những suy nghĩ tư duy của bà con trong việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Nhờ việc thành lập và ra mắt các dòng họ mà đến nay kết quả của công tác này đạt được rất hiệu quả. Điều quan trọng là nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính người dân. Ông già Khu Già là trưởng dòng họ Già, đồng thời cũng là người có uy tín trong cộng đồng tại xã Khâu Vai. Gia đình ông cũng là gia đình cơ bản với 6 người con đều được học hành đến nơi đến chốn. Trong đó có 3 người là công chức nhà nước. Dòng họ Già của ông có 30 hộ nhưng có 9 hộ còn là hộ nghèo. Việc tuyên truyền để bà con trong dòng họ ủng hộ chủ trương loại bỏ hủ tục đối với ông cũng khá khó khăn. Bởi nếp sống của bà con bao đời khó mà xóa bỏ trong một sớm một chiều. Thời gian gần đây khi được cấp ủy chính quyền cho ra mắt dòng họ, sau khi ra mắt thì tôi cũng về vận động anh em trong dòng họ chấp hành thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ một số hủ tục lạc hậu. Tuy nhiên có nội dung cho người chết vào áo quan thì do xưa nay trong dòng họ chưa thực hiện được thì sẽ dần dần tuyên truyền để thực hiện. Việc vận động dòng họ được ông già bắt đầu từ gia đình mình. Các con cháu trong nhà dù đã ở riêng nhưng ông cũng thường xuyên nhắc nhở và phân tích những tác động tiêu cực mà các hủ tục lạc hậu đem lại đối với cuộc sống. Từ việc vận động rồi làm theo, gia đình ông trở thành hình mẫu về thực hiện xây dựng nếp sống mới ở thôn. Mắt thấy, tai nghe, những hộ dân trong dòng họ già lần lượt học tập và ủng hộ chủ trương xóa bỏ các hủ tục ra khỏi đời sống. Đến nay, dù chưa phải đã thực hiện hết 100%, song về cơ bản, người dân đã thực hiện theo quy định và nếp sống văn hóa mới. Tất cả anh em dòng họ già là đều nghe bác, là bác nói phải nghe. Và bác bảo làm gì thì mình hắn làm cái đấy. Là trong cái khoảng thời gian mà từ khi mà em lớn lên đến tận bây giờ là bác luôn là mong muốn là con cái là đi học đều và học qua các trường lớp cao đẳng và nhất là hết 12. Đấy, bản thân em cũng được nhờ vả vào bác là em cũng đi học hết trung cấp ở dưới Hà Giang về. Vâng, đấy, và một số anh em nữa, nhất là gia đình nhà bác là đều đi học đều và học hết, đã trở về và về làm bên công chức nhà nước. Cũng giống ông già, ông Ly Mí Ná, năm nay đã 70 tuổi, nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn. Là trưởng dòng họ Ly, dân tộc Mông ở thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, ông Ná luôn tâm niệm trong cuộc sống, bản thân mình phải thực sự gương mẫu và là tấm gương cho con cháu noi theo. Từ những quy ước, hữu ước của thôn bản, dòng họ Ly cũng đã xây dựng những quy định rất cụ thể cho dòng họ, đó là con cháu lấy vợ, lấy chồng, không được tảo hôn, ép gả, không được thách cưới cao, người chết không được để quá 48 tiếng, người chết cho vào áo quan và làm ma không được giết mổ nhiều gia súc. Cái dòng họ của tá hộ của tôi ấy là nó rất là theo quy định của nhà nước là đúng có thằng thì khoảng 20 tuổi mà nó mới lấy vợ thì không tảo hôn mà cũng nếu mình đi trả nợ hay thế nào ấy, thì mình chỉ có lấy vừa thôi vừa phải thôi mà có cái số cái của mình thì mình mới động viên cho tất cả 8 dòng họ của mình là rất nhiệt tình. Đối với dòng họ Lý của tôi thì có chú là Ly Mí Ná thì ông là trưởng dòng họ thì ông là một người mà rất là gương mẫu mà cũng một cái tấm gương sáng cho dòng họ Ly. Thì dòng họ Ly con cháu chúng tôi thì khi có một cái vấn đề gì đó thì cũng đều được bàn bạc và thống nhất gọi anh em về ngồi
xong là thống nhất thì mới được phép làm. Tháng 5 năm 2022, xã Bà Vi đã ra mắt hai dòng họ tự quản về an ninh trật tự gắn với xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, đó là dòng họ Ly và dòng họ Vàng tại thôn Bà Vi Hạ. Đây được coi là những hạt nhân tích cực có sức lan tỏa để xã thực hiện bài trừ các hủ tục lạc hậu tại địa phương. Đảng ủy cũng đã xây dựng cái chương trình hành động cụ thể thực hiện chỉ thị 09, thành lập quyết định ban chỉ đạo và ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên ban chỉ đạo. 6 tháng đầu năm thì tôi đã triển khai tuyên truyền và quán triệt đến 100% các chi bộ trực thuộc và đảng viên ký cam kết cho đối với từng hộ dân thực hiện cái chỉ thị 09. Xã Lũng Pù có 12 thôn, chủ yếu là người dân tộc Mông, nhưng hộ nghèo vẫn còn tới 67,8%. Xã có hai dòng họ đã được ra mắt là dòng họ Giàng và dòng họ Lầu. Hai dòng họ này là điển hình trong việc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của xã. Ở Lũng Pù, bốn hủ tục nặng nề nhất chính là tang ma dài ngày, mổ nhiều gia súc, tảo hôn và ốm đau không đi khám bệnh. Nhưng nhờ sự vào cuộc của hai dòng họ mà đến nay tình trạng tảo hôn trong xã đã giảm. Điển hình như năm 2022 chưa xảy ra vụ tảo hôn nào, trong khi những năm trước gần 20 vụ trên một năm. Điều này cho thấy vai trò của các trường dòng họ trong phong trào này rất quan trọng và hiệu quả. Với cộng đồng dân tộc người thiểu số thì những người là già làng trưởng bản là những người có tiếng nói rất lớn, rất uy tín ở trong cộng đồng. Đây là những con người mà chính quyền xã chúng tôi xác định là những cái nhân tố quan trọng, then chốt nhất để mà làm cái cơ sở. Thứ nhất là tuyên truyền vận động, thứ hai nữa là phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền để mà xóa bỏ dần những các hủ tục lạc hậu trên địa bàn. Những buổi họp dòng họ như thế này vẫn diễn ra thường xuyên mỗi khi có việc. Ông Lầu Xía Pó, trưởng dòng họ, sẽ tập hợp chủ gia đình và thanh niên để phổ biến và trao đổi vận động. Những công việc lớn của dòng họ hay các chính sách từ trên đưa xuống được ông phổ biến, thậm chí trao đổi thẳng thắn với từng người dân. Việc hỏi đáp các thắc mắc được giải thích cặn kẽ khiến các hộ trong dòng họ luôn cảm thấy hài lòng vì những điều trưởng dòng họ thông tin vận động. Bác trưởng họ này là bác tuyên truyền cho người dân dòng họ bảo là bây giờ nếu mà trong tam ma đám cưới gì đấy thì phải làm ít nhất cũng phải tầm khoảng 48 tiếng thôi, không quá. Ví dụ khi nhà có việc thì bác có đến bác cái động viên tuyên truyền những cái đấy không? À có chị, bác vào tận nhà động viên và hỗ trợ cho bọn cháu. Đối với những dòng họ như ông Lầu Xía Pó thì dòng họ ổn định, phát triển luôn là điều ông mong mỏi. Vì vậy, ông cũng thường xuyên phối hợp với các đoàn thể và chính quyền lĩnh hội các ý kiến, chủ trương, chính sách để phổ biến cho người dân trong dòng họ. Thậm chí, hướng dẫn họ từng vấn đề để thực hiện sao cho hiệu quả. Những tâm huyết của ông đã giúp dòng họ Lầu ở xã Lũng Pù luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực của xã. Có đảng và nhà nước phải tiêm truyền như thế là rất là phù hợp. Không bây giờ mà sai tí nào mà bây giờ dân người ta sẽ thử hiện cho dân rồi. Đấy, xóm mình thì chủ dòng họ là tôi, nhưng mà ria cái họ nào là khi nào mà có cái gì mà xảy ra như thế nào là mình khá giải kia khá tử lạt thiên như thế, như kiểu mà đả bàn như rau trách nhiệm cho mình. Huyện Mèo Vạc có 17 dân tộc cùng sinh sống, với những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo đã đang được bảo tồn và trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế du lịch. Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác, cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Mèo Vạc vẫn còn một số hủ tục, tập quán lạc hậu và ảnh hưởng nặng nề tới đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Vì vậy, việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng những giải pháp phù hợp, hiện hữu là rất quan trọng để từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Cũng đã chỉ đạo tổ chức đưa được 65 trường dòng họ là người dân tộc Mông đi học tập cũng như là trao đổi kinh nghiệm về xóa bỏ cái hủ tục lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh.
tại huyện Đồng Văn và cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị và lấy ý kiến của người cao tuổi cũng như là những cái người mà uy tín, trưởng các dòng họ trong cộng đồng dân tộc Mông về những cái nội dung mà tuyên truyền về các cái hủ tục như là trình tự của một cái đám tang của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn trong năm 2022, và cũng chỉ đạo xây dựng kế hoạch để tổ chức hội thi vận động giỏi trong cái xóa bỏ hủ tục cũng như là phong tục tập quán trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Để xóa bỏ các hủ tục lạc hậu là việc làm không thể một sớm một chiều mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc làm này phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, kiên trì. Việc đánh giá đúng vai trò của các trường dòng họ sẽ giúp cho việc xóa bỏ hủ tục được hiệu quả, qua đó tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thường xuyên, bổ ích, phù hợp với mỗi dân tộc, mỗi vùng miền. Ở huyện biên giới Mèo Vạc thì việc ra mắt các dòng họ là một việc làm rất có ý nghĩa. Nó đánh dấu một cộng đồng có quan hệ gắn bó mật thiết, có sự tôn trọng đối với những trưởng dòng họ. Từ đó thì những sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán được thống nhất thực hiện. Nhắc nhở các gia đình trong dòng họ là việc làm thường xuyên liên tục, nhất là khi trong dòng họ có những công việc lớn. Nhờ việc ra mắt các dòng họ mà việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu tại đây chỉ trong 2 năm qua đã có nhiều khởi sắc. Người dân dường như đã nhận thức được phần nào về những nội dung mà cán bộ và trưởng dòng họ tuyên truyền nhắc nhở. Ở Mèo Vạc có 18 trên 18 xã, thị trấn có ban chỉ đạo. 199 trên 199 thôn, tổ dân phố đều có tổ vận động bài trừ hủ tục lạc hậu. Và đến nay thì huyện đã thành lập ra mắt được 37 dòng họ. Đây thực sự là cánh tay nối dài của cấp ủy và chính quyền huyện Mèo Vạc. Những kết quả đạt được của Mèo Vạc có thể coi là những kinh nghiệm quý để nhiều địa phương khác học tập. Việc triển khai có bài bản chặt chẽ và huy động hệ thống chính trị, cộng đồng cùng tham gia đã giúp phong trào xóa bỏ hủ tục lạc hậu tại đây rất sôi nổi. Vậy thì địa phương này đã đúc rút được những kinh nghiệm gì trong triển khai phong trào này? Chúng ta cùng nghe một vài chia sẻ sau đây. Theo tôi, để thay đổi được cái điều này và để tất cả người dân thực hiện tốt việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư, thì điều quan trọng nhất là phải cho con em đi học, thì dần dần mới thay đổi được nhận thức, từ đó mới nâng cao được cái tinh thần thực hiện việc xóa bỏ này được. Phát huy được cái vai trò tiên phong của các đồng chí đảng viên và cán bộ thực hiện cái chương trình xóa bỏ hủ tục lạc hậu này, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền và triển khai đến các đồng chí đảng viên. Và nhất là cái nghị quyết 27 vừa rồi vừa mới ban hành của tỉnh ủy, thì chúng tôi cũng đã tổ chức một cái lớp triển khai cho các đồng chí bí thư đảng ủy các xã thị trấn và triển khai đến các đồng chí cán bộ lãnh đạo của huyện. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đồng chí bí thư đảng ủy các xã thị trấn là triển khai đến các chi bộ và toàn thể đảng viên về để thực hiện cái nghị quyết 27 của tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Và trong đó thì các đồng chí đảng viên thì chúng tôi cũng đã áp vào các đồng chí đảng viên là người địa phương ở địa bàn huyện Mèo Vạc, thì là trước tiên là về vận động gia đình mình, dòng họ mình và người thân nhà mình thực hiện cái nghị quyết 27 của tỉnh và cũng như là chương trình xóa bỏ hủ tục lạc hậu của tỉnh. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện làng chuyện bản ngày hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình lần sau.